Kính chào quý bạn và các vị. Thật kỳ lạ khi Angela Trịnh Phương tôi lại được gặp gỡ quý vị và các bạn trong trường quay Atlantic trên điểm Vinhot năm 2021 trong chuyên mục vô cùng nóng hổi, càng thổi càng nóng, bỏ lại sau lưng những điều hụt hẫng để chúng ta lại sắp đến với những điều hẫng hụt hơn. Vì chúng ta sắp rời xa năm con trâu kéo cày cất lực để đến với năm con hổ với một rổ dũng mãnh. Phóng viên Lê Dung tại điểm cầu Hàn Quốc xin được điểm lại bản tin y tế qua một cuộc họp hậu kỳ tại WTO. Năm 2021, chúng ta đón chào họ hàng nhà siêu biến thể Delta và Omicron ghé thăm hành tinh của chúng ta một cách bất thần lình, làm giật mình nhiều gương mặt vang trong làng du học. Cô đã lên đèn, ta nhìn em vì quá quen. Cô đã lên đèn, đi tìm cô vì đã mất 2 năm. Vỏ tuyết dày đã có móng tay nhọn. Năm 2021, để sống chung với MV, chúng ta đã có nhiều kịch bản, biện pháp bình thường hóa COVID. Chưa có dịch ta làm offline, có dịch rồi ta làm online. On off thì ta vẫn chuyển thôi, công tác thích nghi đã bật rồi. Con số siêu to, siêu khổng lồ, số lượng người đã được tiêm vaccine mũi 2 rồi. Điều này đồng nghĩa với việc 100% cộng đồng Atlantic là dân chơi hệ vaccine, không lo chi COVID. F1 thương nhờ F0, nhờ chung sức chung lòng cách ly. Tối qua COVID hiểm nguy, người người âm tính, nhà nhà yên vui. Phóng viên Hoàng Phương tại điểm cầu trong nước xin ghi nhận một chân lý trong bản tin giáo dục. Thật dễ dàng để quen với một người xa lạ, nhưng lại khó khăn biết mấy để xa lạ với một người đã từng quen. Công dân Atlantic đã thẩm thấu nhanh nhanh của Hàn Quốc một cách thật xuất sắc. Thế giới thì cắt cầu lương, còn học sinh thì vương on off. Sở quay đầu on off thất thường, chỉ thị vừa là nóng hổi, chưa thổi đã nguội, thì đã có chỉ thị mới, nóng hơn say sóng. Lại vẫn học on các em nhé. Nên là thay vì thất học, bọn em vẫn ăn, học, chơi, ngủ nghỉ một cách điều độ. Thay vì chạy xô bắt chậu đi học thêm, thì các em chỉ việc ở nhà ăn đậu phộng, nhai bim bim và nhâm nhi tri thức. Tưởng là nhàn rỗi mà cuối cùng lại lặn ngụp tham gia 86 hội thảo online để định hướng nghề nghiệp, 316 cuộc tư vấn du học Zoom 1-1 cùng với học sinh và phụ huynh. Một tin nổi bần bật, đặc sản mới trong các buổi hội thảo của Atlantic năm 2021 đó là các học sinh được xem nhân số học, giúp các em nhận ra được con số chủ đạo để chữa bệnh mù đường đời, xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu trong cuộc sống của mình. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về nha. Hãy cùng đến với cuộc nhập cảnh các quốc gia, các nước phát triển. Số lượng học sinh các nước nói tiếng Anh đang sụt giảm. Phải chăng gu của Anh là châu Á? Bản tin đối ngoại thì chứng kiến sự kiện giờ khóc giờ cười. Trong khi hầu hết các quốc gia đã thông quan trong năm 2021, thì vẫn có một quốc gia đến giờ này vẫn cứng đầu, cứng cổ, bế quan tỏa cảng như Nhật Bản, Trung Quốc và New Zealand. Tuy nhiên, có một quốc gia vẫn nổi lên một điểm sáng lấp la lấp lánh khi số lượng học sinh nhiều đến mức sóng xa sóng sánh, phá kỷ lục xuất cảnh của tất cả các quốc gia trên thế giới với con số khiêm tốn 140 visa các nước trên toàn cầu. Thì riêng Hàn Quốc đã góp phần ưu thế với con số 112 visa cho Atlantic so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, tiền thì chúng ta không thiếu, nhưng nhiều thì chúng ta không có. Nếu visa Hàn Quốc không lên ngôi thì chương trình châu Á đúng là chỉ còn cái nịt. Còn đúng cái nịt. Đường không đi, đường đầy cỏ dại, người không qua lại sẽ trở thành người dưng. Không biết tình hình 500 anh em du học của chúng ta thì sao nhỉ? Năm 2021, một năm đầy sôi động của thị trường bất động sản. Người người ăn bất động sản, nhà nhà ngủ bất động sản thì vẫn có những anh chị tình thương, mến thương với Atlantic và vẫn phải chia sẻ bất động sản là để kiếm tiền, còn du học là để làm phúc. Tốt nhất nên chạy song song, vừa kiếm tiền vừa làm phúc thì cuộc sống mới vẹn toàn. Quả thật chúng ta đã thất bại vì ngại thành công. Nhiều đối tác đã thích là phải nhích cho tới đích. Bản tin đối ngoại vẫn còn bá đạo trong từng hạt gạo. Atlantic vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã mở rộng hợp tác với 22 trường nước ngoài mới, trong đó có hai dự án mới khai hoa nở nhụy nhưng chất như nước cất và dinh về hàng chục suất học bổng lên tới 100% với tổng trị giá lên tới 32 tỷ đồng cho các tín đồ du học ngoại. Một tin sốc trong từng hạt thóc nữa muốn nói. Bất chấp chòm sao kê mà Cục Nhập cảnh và Đại sứ quán hanh tỏi các du học sinh Việt, tôi phải khoe nhẹ một chút là tỷ lệ visa của Atlantic năm vừa rồi vẫn là 100% nhá. Tôi xin điểm qua bản tin kinh tế cuối năm. Nhiều quảng cáo hot như rẻ hơn giá gốc, sốc người mua nhà. Các nhà thầu bắt đầu xả hàng tồn kho, no nhu cầu thực và để rồi kết thúc năm, họ bắt buộc phải cắt lỗ để tồn tại, dại gì mà không mua. Còn du học thì chạm mức đa dạng với nhiều hạng mục học bổng, lôi kéo được nhiều giang hồ mạng khệnh khạng lên top trending. Cuối cùng, COVID leo thang rất gắt,
nhưng học sinh vẫn đắp việc làm. Thưa quý vị, trong lúc bà con cô bác đang đại hội dọn dẹp nhà cửa để đón xuân về, thì tôi xin phép được điểm nhanh về khoản thưởng Tết năm nay. Có một sự thật, thật đến ngỡ ngàng đến bàng hoàng đến sỗ sàng là Atlantic sắp chi một khoản thưởng Tết lớn lên tới 59 tỷ đồng. À nhầm, 59 triệu đồng thưởng Tết cho ba vị đối tác đỉnh của Job đã có đóng góp Amazing Good Job và các hoạt động tuyển sinh của Atlantic trong năm vừa qua. Ba nhân vật bí mật đó sẽ được bật mí trong buổi hội nghị tri ân đối tác diễn ra vào ngày 14 tháng 1 năm 2022. Vì vậy, các bạn hãy cùng hồi hộp ăn kem để chờ xem. Đúng, yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn. Bản tin thời sự của 4 điểm cầu chúng ta chắc chắn sẽ có đôi lời muốn nói với các vị đối tác, phụ huynh và học sinh yêu thương của Atlantic, đúng không? Điện thoại pin hơi yếu, pin bảo thiếu đối tác. Cảm lạnh là do gió, nhưng cảm nắng là do có học sinh. Hà Nội do dịch mà bớt sống động, nhưng em muốn động thì phải cộng thêm anh. Quý phụ huynh ơi, virus biến thể đầy đường, nơi an toàn nhất là vườn lạc trung. Chu Trì nhiều người thích, Nguyễn thích là đối tác nha. Nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc quý vị một năm con dần. Làm việc chuyên cần, tiền vô âm âm. Sức khỏe tăng dần, thành công bội phần. Happy New Year! Happy New Year! Audio Jungle. Audio Jungle.